Ông ơi, hả? Hay bây giờ ông cháu mình phi ra chợ làm suất bún đậu mắm tôm, giống hãng vào sinh hoạt thơ cho nó đậm đà không nhỉ? Dở à? Sáng ra mắm tôm để có mà để nó có mùi chứ. Rồi lúc ông đọc thơ, các cụ lại bảo là thơ có mùi. Sáng sớm này ra, thơ phú làm gì cho vội hả ông? Mà bây giờ ông ra đấy cũng làm gì có ai đâu, vẫn phải ngồi chờ thôi. Ôi giời ơi, này các cụ đúng giờ lắm, chả có ai muộn đâu. Không phải như anh, ngủ trương xác ra ấy. Thì cháu vẫn đưa ông đi đây còn gì. Sao này nói nhiều thế nhỉ? Anh đưa tôi đến đấy, anh muốn đi đâu anh đi. Ai hượm 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 hượm. Ai. Chính ra nhá, cháu vẫn chưa bao giờ được nghe ông ngâm thơ đâu. Hay ông cho cháu vào tham gia với nhá. Láo nữa. Anh biết cái gì mà đòi trèo vào thơ của các cụ? Thì cháu chỉ ngồi xem thôi. Câu lạc bộ thơ là chắn của ông Kiêu thế. Ngồi nhẹ không được à? Thôi 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 thôi, lắm chuyện. Đi đi. Ờ. Ô của Mão đấy à? À. Ô chà chà chà. À. Chào đâu? Ừ. Này. Ê, sao mà cụ bỏ sinh hoạt lâu thế? À. Bà. À, chào các ông. Độ này bận bận. Ông bà đi ngâm thơ mà mang cả rau củ quả theo. Cứ như là đi chợ nhỉ? À. Hôm nay là câu lạc bộ thơ. Chúng mình là sáng tác theo cái chủ đề là đi chợ. Đi chợ. Thôi, ông bà vào pha trà trước đi nhá. Ở trên. Xong rồi tôi vào sau. Tôi vào trước nhá. Tôi vào trước nhá. Đi đi còn đứng đấy. Cháu ngồi đây đợi ông đấy. Bố cháu dặn ấy là phải đưa ông đi đến nơi, về đến chốn. Tình hình bây giờ nó đang nhạy cảm. Ông cứ như là hàng dễ vỡ ấy. Anh cứ làm như là tôi là trẻ con không bằng ấy. Đi đi đi. Làm thơ mà buông cả rèm, hiểm thật. Tôi chỉ chơi với các cụ ngày hôm nay thôi. Mai tôi phải vào Sài Gòn chơi với thằng cháu trai. Có một tuần cơ, nó mới được phong chức trưởng phòng. Chúc mừng ông. Chúc mừng cụ Huy nhá. Chúc mừng ông nhá. Cũng chúc mừng ông. Nó phần đầu thì là giỏi đấy. Giống con Yến nhà tôi ấy, cũng vừa được mới phong chức giám đốc. Thế à? Cũng phải phấn đấu cật lực vất vả lắm không các bạn. Này này này, mọi tinh hoa của gia đình ông ấy dồn cho con Yến hết. Vâng. Ông xem nào, ông phải dục nó lấy chồng đi. Đàn bà con gái sự nghiệp sự nghiệp mãi làm cái gì? Này càng làm to càng ế sinh. Ế, đúng rồi. Đùa đâu? Đúng đấy. Mà thời buổi này đồ ăn độc hại, nhiều đứa vô sinh lắm. Theo tôi, cụ dục cháu nó cưới sớm để mà còn lo liệu, chứ không để muộn là khó chữa lắm đấy cụ ạ. Đúng thế. Không, không, ông thì nói phải đấy. Không phải lo đâu. Nguy hiểm lắm. Cái bệnh vô sinh ấy nó không hiện ở trước mặt đâu nhá. Đợi khi nào nó đẻ cho ông một thằng chắc để ông bế thì ông đấy mới chắc, đúng rồi. Không chuẩn luôn. Công các bà cứ lo việc nhà công các bà, không phải lo cho tôi. Đi về đấy. Từ từ đã. Rồi. Ông về thuê gà cho tốt vào, ông về để cho nó đẻ nhiều vào rồi lại mang trứng đến đây chơi nhá.